xét về nhiệt độ nào. Thì theo tiêu chuẩn test thì mình sẽ lấy lịch. Thì theo tiêu chuẩn test mình sẽ lấy lịch khác nhau. Quý à. Khi mình gắn lực rồi á, cái dây này mình phải kéo làm sao cho cái đèn nó sáng. Mình phải quay làm sao cho thật nhìn kéo cái đèn nó sáng này. Chỉnh thêm cho nó lấy tắt ra được hai sợi chỉ, tắt ra được hai sợi chỉ rồi. Ừ. Rõ không? Thì thôi. Thì thôi à. Xong cái xem ghi số à. Là đếm số xoắn ra bao nhiêu thôi. Cái này số dòng xoắn đó. Xong bóng quả ra rồi. Quả bóng ra. Lấy kết quả thì sẽ